Hello các tình yêu, em đã đặt chân xuống sân bay quốc tế của Mỹ an toàn. Và tí nữa em sẽ làm clip nói về một cái con mà mang cái hình hài của con người mà lòng dạ thua con thú. Ủa, tới rồi đó hả? Làm em đợi chị hôm qua tới giờ luôn á. Chị nhớ hôm bữa không? Chị đăng chị khoe ngoại tệ gì đó. Trời ơi, công an bữa nay nó lỡ nó lụm rồi kìa. Ăn ở phòng báo quá trời báo mà chị ơi. Chị báo bây giờ cái tiệm vàng nó đang nhức đầu với chị luôn á chị. Nhiều khi em hồi em nghĩ mà ai mà tấn công cái chất hoa hậu như chị là cũng cái ông đó cũng dữ dằn lắm rồi nghe. Cũng đâm trên đó mới nhìn ra được cái một nhân tài như chị đó. Rồi chị muốn nói với cái con người gì mà mang hình hài mà con người mà lòng dạ một con thú gì nữa. Chị đang nói chị đó hả? Nói chị chứ còn gì nữa đúng không? Ngoài chị ra không thấy ai hết trơn á. Thôi chị bớt nói lên đi nha. Em thấy rồi cái bản mặt của chị cái gì cũng biết hết trơn á. Có cái nhục chị không có biết, chị biết nhục là chị trơn á. Nhiều khi em nhàn nghỉ giùm chị luôn á. Ở nhà bà con dòng họ chị chắc cũng mệt mỏi với chị đó nha chị ha. Lẹ lẹ về cứu con cháu kìa. Giờ công an chắc cũng nghiêm phong luôn cái gì á. Đi Mỹ chốt mình lên chị. Thôi bye bye chị nha. Hello các chị nha. Ngày mới chúc cả nhà an lành hạnh phúc. Không phải là nghe nói có ai cũng kiếm em đúng không? Thì em đang ở nhà em nè. Alo em. Hoặc là vô tất cả cái gia lệnh của em đó. Em muốn gặp chị hay là anh muốn gặp em hay là